Gấu Panda Quỳnh Trần xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tại sao cái gương mặt của Quỳnh nó lại thay đổi như vậy, và con mắt của Quỳnh nó bị thâm như vậy? Là không phải là Quỳnh bị ai quýnh nha mọi người, mà vì Quỳnh có một nỗi lo về hả là Sa nó biến ăn. Và hôm nay là Quỳnh đã qua bớt được cái nỗi lo này rồi, cho nên Quỳnh sẽ làm cái video này để mà chia sẻ với mọi người. Hôm nay cái món mà Quỳnh thực hiện ngày hôm nay đó là cua hấp chung với lại xả với gừng. Và mọi người nhớ xem hết cái video để mọi người biết thêm về cái thông tin mà Quỳnh chia sẻ. Quỳnh cảm thấy rất là hữu ích cho những bà mẹ bỉm sữa giống như Quỳnh, có những đứa con nhỏ nhỏ và tuổi ăn tuổi lớn như giờ nha mọi người. Sa ơi, mẹ cho con uống nha. Ok, rồi mẹ cắt đây. Rồi con uống đi, uống cho mẹ cầm. Hửi, ngày nào cũng hửi. Ok không, mạnh lên. Lấy tay bóp cho hết luôn. Giỏi, sao giỏi quá, ngon quá. Rồi đây cho mẹ, mẹ bỏ cho. Rồi ok. Sao ơi, có ngon không? Có ngon. Cái này là gì? Baby lắm. Giỏi. Sao giỏi lắm luôn. Uống nha, uống giỏi nha. Sao bây giờ sao ngồi đây, sao chơi đồ chơi nha. Sao đừng làm ồn mẹ nha. Để mẹ làm video nha con. Chút nữa lên ăn với mẹ nha. Cảm ơn Sa. Sao phái đồ chơi lắm nha. Đồ chơi. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh làm đó sẽ là cua hoàng đế nha mọi người. Bây giờ Quỳnh sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Đây. Cua này thì Quỳnh mua của cái anh hải sản ở dưới Cô Bê á. Đây, ở trong đây thì thường thường Quỳnh mua là người ta hay lót một cái lớp gọi là lớp giấy để cho con cua của mình nó được giữ lạnh và nó không có bị chết nha mọi người. Đây Quỳnh quay cho mọi người xem nằm bên trong nè mọi người. Đây. Bự ha. Quay cho mọi người xem nha. Bưng lên, hôm nay con cua này của Quỳnh mua thì nó nặng chỉ có là 3 kg thôi. Đây rồi. Đây. Quỳnh cầm. Quỳnh cầm thì nó không có được đẹp cho lắm nha. Đây. Đây cái kẹo. Đây. Hôm nay thì Quỳnh sẽ hấp theo kiểu đơn giản là mình sẽ hấp với lại xả và gừng nha mọi người. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ cho là một lớp gừng và một lớp xả xuống dưới cái phía dưới của cái nồi trước nha mọi người. Mình nót nha. Rồi bên đây thì Quỳnh sẽ cho con cua vào luôn. Cái gai của nó đau quá. Với lại khi mà Quỳnh luộc cua đó, thường thường là Quỳnh hả sẽ để cua nó nằm úp xuống nha, để cho cái con cua của mình nó không có bị chảy rạch ra nha mọi người. Tiếp là gừng nè, cũng như là xả nằm phía trên luôn. Đó. Bỏ lên hết luôn. Rồi Quỳnh cũng sẽ cho nước vào. Cua thì nó ra nước cũng hơi nhiều quá mọi người, cho nên mình cho nước sắp sắp chút xíu thôi nha. Rồi này nắp lại luôn. Quỳnh bật bếp nấu luôn. Trong thời gian mà Quỳnh luộc cua bên kia thì bây giờ Quỳnh sẽ làm nước chấm luôn. Hôm nay Quỳnh sẽ chấm với lại nước chấm muối, ớt với lại là tắc nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là 3 muỗng cà phê đường, tiếp theo nửa muỗng cà phê muối. Bạn nào mà thích ăn bột ngọt á, thì mình sẽ cho bột ngọt vào con đoạn này luôn nha. Mình cho đường với lại muối vào để mình dầm cho nó không có bị dăng. Mình sẽ cho cái nước cốt tắc vào. Thì ở Nhật mùa này á, thì tắc tươi không có mọi người, cho nên dù mình dùng là cái tắc đóng chai nha. Rồi mình sẽ nêm lại cho nó có cái vị chua chua ngọt ngọt cay cay nha, cho vừa khẩu vị nha. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đây, ở đây thì Quỳnh chuẩn bị kéo rồi. Hôm nay thì Quỳnh vừa ăn và Quỳnh vừa tâm sự với mọi người về cái cách mà Quỳnh cho Sa ăn uống nha mọi người.
Thì ngay từ đầu video thì Quỳnh cũng có nói với mọi người á, là ở cái giai đoạn như thế này á, thì Quỳnh rất là rầu là bởi vì xa nó lười biếng ăn á mọi người. Và hầu như trẻ em nào cũng vậy hết. Trời, nước nó rầm rồi. Hầu như trẻ em nào cũng vậy hết. Bởi vậy á, Quỳnh biết đây là cái nỗi lo chung của những bà mẹ bỉm sữa như Quỳnh nha. Bà nó ngồi trước rồi mọi người. À, bởi vậy hả, hôm nay Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người, để những người nào mà có cùng cái nỗi lo như Quỳnh, bớt căng thẳng, bớt lo mọi người, để mình ăn cái này như nào mình có sức mà để mình nói tiếp nha. Đây, trời ơi, ngon dễ sợ mọi người. Đây, chấm với cái nước này nữa nha, cái nước sốt mà Quỳnh mới làm mọi người. Đây. Nó ngon. Quỳnh ăn này chút nữa Quỳnh xuống mình ăn lại, Quỳnh sẽ ăn phần ngon nhất nha mọi người, chứ phải vì video thường thường á. Quay có 20 phút mà. Thì đợt rồi á, Quỳnh về Việt Nam. Cái bà bạn của Quỳnh á, tình cờ bà giới thiệu cho Quỳnh là cái hộp siro ăn ngon Baby Love này nè mọi người, Baby Love Gold X2. Thì bà nói với Quỳnh á, là đợt trước á, khi mà hả con bà biến ăn, mọi người bà rầu y chang như Quỳnh vậy đó. Quỳnh nó thiệt cái không, Quỳnh đổi biết bao nhiêu là hả cái loại siro nè, rồi hả bột nè, đủ thứ mọi người đổi qua đổi lại. Nói chung á là cái sản phẩm á, có đứa thì nó hợp, có đứa thì nó không hợp, cũng giống như đồ ăn. Có người thì ăn cái món đó cảm thấy ngon, có người ăn món đó không hợp khẩu vị cho nên cảm thấy không có ngon nha mọi người. Với lại á hả, là khi mà nó hấp thụ vô cơ thể thì hả mỗi người nó cũng khác nhau nữa. Nó cũng giống như là mình giảm cân hoặc là mình tăng cân thì hả nó cũng sẽ khác nhau, ở tùy theo cái thể tạng của mọi người nha. Thì khi mà Quỳnh đổi qua cái hộp siro này, khi mà quên nói tới cái vụ mà bà kia, thì bà đổi qua cái hộp siro này, bà thấy con bà ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, và đặc biệt cái là cái này là tăng trưởng chiều cao, với lại là nó chống táo bón nha mọi người, và tăng sức đề kháng luôn. Cái Quỳnh về thì bà mới nói với Quỳnh vậy á, cái Quỳnh hỏi đâu loại nào đâu, thì bà mới giới thiệu cho Quỳnh loại này. Mọi người biết khi mà con bà uống mới lên cân, bà mừng quá trời luôn, cho nên Quỳnh mới thử. Quỳnh mua một liệu trình là trong vòng là hả sao uống một liệu trình là trong vòng 3 tháng, thì sau đó đó Quỳnh mới thấy là phải công nhận là Sam nó uống như vậy mọi người, thì nó uống á, thì một ngày á là mình chỉ uống được cái là hả có 2 lần thôi, tại vì Sa là nó 5 tuổi nhưng mà người uống 2 lần, mỗi lần á là 10 ml, thì nó uống được cái là hả một liệu trình thì Quỳnh thấy nó ăn là nhiều hơn nè, ăn giỏi hơn, ngủ sâu hơn, và đặc biệt là Quỳnh thấy dạo này á là hả nó có tăng trưởng chiều cao một chút nha mọi người. Tại vì ở nhà Quỳnh hay có cái đồ để mà Quỳnh đo đó. Đây Quỳnh cho mọi người xem cái gói nha. Thì cái gói này á nó hỗ trợ tiêu hóa rất là hay nha mọi người. Và cái hộp ở ngoài thì Quỳnh cũng thấy rất là hay, là bởi vì á là nó có một cái lớp màng. Lớp màng này á là lớp màng bảo vệ nha. Hồi nãy á thì Quỳnh khui ra nhưng mà quên, mình khui cho mọi người xem nha. Lớp màng bảo vệ của cái hộp, để cho cái hộp á nhìn nó sẽ cứng cáp hơn. Và điều đặc biệt á là Quỳnh thích ở cái sản phẩm này á là nó có tem, là cái tem chống hàng giả hay còn gọi là tem khách hàng nha mọi người. Và mình mua thì mình nên mua ở cái công ty á, để cho là bởi vì cái nhãn này thì nó cũng nổi tiếng ở Việt Nam á, cho nên hàng nhái hàng giả cũng rất là nhiều luôn. Trong cái hộp này á thì là nó có 3 cái gói nhỏ, một hộp như vậy gồm có 30 gói. Mình sẽ uống là nếu mà hả tùy theo mỗi lứa tuổi nha mọi người, một chút nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái lứa tuổi nha. Thì trẻ em từ 6 tháng tuổi là có thể uống được rồi, và nếu mà uống tốt nhất thì mình nên uống từ lúc 9 giờ sáng, thì khi đó cơ thể của mấy em bé sẽ dễ hấp thụ hơn. Mình tránh uống vào lúc hả buổi chiều tối nha mọi người, uống sớm một chút nha. Thì trẻ em mà từ 6 tháng tuổi thì mình từ 6 tháng đến 1 tuổi thì mình uống 5 ml một ngày, thì uống là 1 đến 2 lần thôi, và một gói như thế này là nó chỉ có là 10 ml thôi, rất dễ uống luôn. Cắt răng cái là cầm lên uống. Thì từ 3 đến 6 tuổi thì uống một ngày là 2 lần. Từ 1 đến 3 tuổi nè, 3 đến 6 tuổi uống ngày 2 lần, mỗi lần một bịch là 10 ml nha mọi người. Từ 6 đến 12 tuổi hoặc là từ 12 tuổi trở lên á thì từ ngày là 2 đến 3 lần, 12 tuổi trở lên á thì là hả 3 đến 4 lần là mỗi ngày là một gói. Cái hộp rất là cứng cáp, và bên trong cái hộp này Quỳnh thấy là nó có những cái túi này hay còn gọi là cái
túi bạc để mà nó bảo quản cái chất dinh dưỡng này nó tốt hơn. Với cái thứ hai nữa là Quỳnh thấy nó cũng sạch sẽ hơn nha mọi người. Và trong mỗi cái bịch như thế này á thì là nó là được 10 gói nha. Đây đây, Quỳnh cắt cho mọi người xem. Trong đây là được 10 gói như thế này nè mọi người. Đây, trong đây được 10 gói như thế này. Và điều đặc biệt khi mà Quỳnh thích cái sản phẩm này mọi người biết sao? Quỳnh thấy hầu như là khi mà Quỳnh mua á, Quỳnh mua những cái sản phẩm á, ít có cái công ty nào á mà có luôn cả cái tờ giấy gọi là cái giấy gì? Gọi là cái thẻ cam kết. Đây, đây là cái thẻ cam kết nha mọi người. Cái thẻ cam kết này á là khi mà hả ai á, ai mà hả giống như là cái sản phẩm này cam kết á là ai mà nói cái sản phẩm này là nó có chất gây hại cho cơ thể á, thì sẽ được cái số tiền trị giá 10 triệu đồng. Thì hầu như những cái sản phẩm mà về cho bé hoặc dành cho mẹ thì Hảo Quỳnh thấy không có chỗ nào mà dám cam kết theo kiểu này, cho nên Quỳnh rất là tin tưởng. Tại Quỳnh đẻ xa thì nó cũng khó khăn đó mọi người, cho nên nó Quỳnh mua cái gì cho xa xài Quỳnh cũng suy nghĩ dữ lắm luôn. Với lại cái điều thứ hai nữa mà Quỳnh ưng ý cái sản phẩm này nha mọi người, cái sản phẩm này á, là không chỉ là chỉ có là một mình là hả xa uống đâu, mà cái sản phẩm này nó cũng tốt là thí dụ như là hả những người già mà kém ăn nè, hoặc là hả bị táo bón á mọi người, thì hả người già cũng có thể uống được nha. Đây Quỳnh mở ra cho mọi người xem cái hộp ở phía bên trong nha. Đây cái bịch này, đây cái bịch nó vàng vàng như thế này nè mọi người. Đây đây, và ở trong thì là nó có cái nước màu vàng như thế này. Mỗi một bịch như vậy là chỉ có 10ml thôi. Mọi biết cái này là không phải là chỉ cho người già, trẻ em uống, mà nó cũng có thể cho người bình thường uống luôn nha mọi người. Cái vị của nó rất là thơm mọi người, nó ngọt ngọt, nó cũng rất là dễ uống luôn. Nó thơm cái mùi của trái cây, cái mùi, nói chung là mùi gì ta, mùi dừa nè, rồi mùi chuối. Nói chung là Quỳnh cảm thấy như vậy nha. Với lại mọi người biết khi nào bữa nào mệt mệt thì Quỳnh mới uống thôi. Với lại là Quỳnh á là mọi người biết sao không? Quỳnh là mỗi ngày Quỳnh làm múc ban như thế này nè, mà Quỳnh mà uống cái này mỗi ngày á mọi người, mình mệt mệt mới uống, thì không uống cái này mỗi ngày chắc Quỳnh lăn rồi. Quỳnh lăn luôn chứ không có đi nha mọi người. Đó. Đó, bởi vậy Quỳnh mới nói từ ngày mà nó uống mọi người, nó sao ta? Nó ăn rất là ngon, bởi vậy Quỳnh cũng rất là vui luôn, Quỳnh ngủ sâu hơn nè. Ngủ sâu hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn tiếp nha mọi người. Đó. Thì cái sản phẩm này mọi người, quên nói tiếp. Cái sản phẩm này ở bên trong đây nè mọi người, nó có rất là nhiều chất nha, nó có nào là kẽm nè, nó có là canxi nè, và đặc biệt là ở bên trong đây nó có luôn cả yến xào nha mọi người. Ở những thành phần như đây rất là nhiều luôn. Nó bổ sung axit amin nè, vitamin nè, kẽm nè, nó giúp bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon và tăng cường sức đề kháng. Những cái người nào mà hiện tại bây giờ mà đang trong dịch Covid nè, mà lỡ bị Covid đó mọi người, thì uống nó cũng rất là tốt, bởi vì là nó tăng sức đề kháng nha mọi người. Bởi vậy mình cũng cho uống mình cũng đỡ lo đó mọi người. Bởi vì hôm bữa mà Nhân nói với Quỳnh gì nè, Quỳnh cho sao uống lúc mà ở Việt Nam mà nha mọi người. Cái lúc mà về Nhật này Quỳnh cũng mua 10 bịch ha, 10 cái hộp Quỳnh đem về. Bệnh nhân của hay nói với Quỳnh gì nè, công nhận hai mẹ con bà lucky ghê Quỳnh, tôi về Việt Nam á tôi cũng chích ngừa với bà vậy đó, vậy mà hả tôi bị Covid. Trong khi đó hai mẹ con bà không hề bị cho tới bây giờ luôn nha mọi người. Nói không phải là mình nói là mình may mắn hay gì, mà thật sự là mình uống cái này mình tăng sức đề kháng nha mọi người. Với lại là hiện tại bây giờ của mình biết đang mùa dịch này nè, mọi người coi trọng sức khỏe lắm luôn. Quỳnh mà biết cái nào á, Quỳnh cũng cố gắng Quỳnh chia sẻ với mọi người để mọi người á có được một sức khỏe tốt. Khi mà mình có sức khỏe tốt rồi á, mình có thể làm rất là nhiều việc nha mọi người. Khả năng mình nó hút được rộng ha. Ngon quá. Ăn tới cái chân mà là như mọi người. Cua hoàng đế thông thường mọi người biết sao không? Thường thường á là mình chỉ ăn cái phần chân thôi mọi người. Mình ăn phần chân chỗ nước quá trời. Nước quá trời quá đất không. Nước quá trời quá đất nè.
ngon. Ngọt ngất ngay luôn mà. Quá trời ơi, ngon ghê chưa mọi người ơi. Nóng hổi luôn. Trời ơi, nóng hổi, nóng hổi, nóng hổi. Trời ơi, nó nóng bốc khói luôn mọi người ơi. Nước không nằm ngay. Rồi. Sa thì ảnh ảnh ăn xong rồi đó mọi người. Đây đây, mày cắt chưa? Ok ok, mày cắt chưa? Giờ nó ăn xong bây giờ nó qua bên bánh rồi nè. Ăn gì cho cô chú các bạn xem. Cơm bơ chi. Đây đây đây, cho cô chú bạn xem. Nè cầm đi. Nó ăn nguyên cọng dây xích đừng có nói nè. Thì mọi người biết không, nãy giờ thì mọi người cũng thắc mắc là Quỳnh mua cái sản phẩm này của công ty gì nha. Cái sản phẩm này rất là nổi tiếng ở Việt Nam luôn, và cái tên công ty là Happy Việt Nam nha mọi người. Sau khi Quỳnh thấy sao uống á, hiệu quả thành phần ở trong cái này á thì nó rất là nhiều, cho nên Quỳnh thấy hiệu quả rất là rõ rệt luôn, đặc biệt là sa nó ăn ngon hơn mọi người. Bây giờ mình sẽ múc tới cái phần ở dưới nha. Hôm nay chủ yếu là video chia sẻ cho nên là mình ăn tới đâu được là ăn nha mọi người. Nó béo, với lại á hầu như là trẻ mà bắt đầu từ 3 tuổi trở lên đó mọi người, là nó giống như là nó muốn có cái tính tự lập đó mọi người, cái gì nó cũng muốn làm, cho nên nhiều lúc mà mình ép nó ăn nó không muốn ăn mọi người. Quỳnh nhớ tới cái giai đoạn nha, mà hồi xưa á Quỳnh á thì Quỳnh bận á, cho nên Quỳnh cho Sa tự múc ăn nha. Thì bạn Quỳnh á có con á mọi người, là đút con từng muỗng mọi người, nó cực lắm mọi người. Ai mà có con mà đút con từng muỗng mới hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ. Nhiều lúc á mình cảm thấy mình mệt mỏi luôn á mọi người. Nó biến ăn là nó là một vấn đề lớn nha mọi người, biết rõ không? Bởi vì nó biến ăn á, nó không ăn á, trong người nó không có sức đề kháng á, nó sanh ra rất là nhiều bệnh. Bởi vậy á mình phải là nghĩ ra cách này, nghĩ ra cách khác để cho nó ăn nha mọi người. Những trẻ nào á, cho nên nó mấy mẹ nào mà có con nhỏ như Quỳnh nè, thầy à mua cho con uống. Thí dụ nó không có biến ăn nhưng mà nó sẽ tăng được sức đề kháng. Cái gì cũng vậy mọi người, đầu tư sức khỏe là cái quan trọng hết nha. Tiền là mình có thể kiếm được bất cứ lúc nào, nhưng mà con bệnh con đau á mình cũng phải nghỉ ở nhà để mà canh con, chứ mình đâu thể nào đi làm. Nói chung là tâm trạng mình nó không có được gọi là vui vẻ gì nha mọi người, lúc nào cũng lo lắng hết. Cho nên nó Quỳnh á, cái điều quan trọng là Quỳnh lo cho sức khỏe của cả gia đình Quỳnh trước, và đặc biệt là Sa. Mẹ nào mà có con nhỏ nhỏ nè, biến ăn nè, còi cọc nè, suy dinh dưỡng nè, tiêu hóa kém nè, thì mình nên nuôi cho bé uống nha mọi người. Ở ngoài cái phần trắng trắng này mọi người, thì phải gọi là cái gì ta, cái tiết nha. Còn nãy giờ Quỳnh vét ở phía bên trong đây, trời nó béo lắm rồi. Nó ngon á. Dạ. Cái tên thương hiệu này không cũng đã nói lên tất cả nha mọi người. Baby Lust Gold X2. Baby Lust. Tên dễ thương mọi người. Ở trong nó còn nóng lắm mọi người, chủ yếu là Quỳnh ăn cái phần chân là được chính à. Nó ăn kẹo nữa nha, cái kẹo này chắc chua chua ngọt ngọt hết ha. Kẹo đó sao, có chua có ngọt gì không? Để tôi
때, 오이시쿠테, 때, 까무 노, 노 아디오스. Nói tiếng Việt cho cô chú các bạn nghe. Sao các bạn nó bị gì? Giờ cái mờ. Ừ, cái sẹo xin gơm. Nó sao? Xin gơm. Nó sao? Nó sao? Jerry xin gơm. Jerry xin gơm, cái kẹo Jerry, cái kẹo thật. Cái kẹo thật. Nó sao? Ở trong đây có cái này ngon ngon lắm. Ở trong đây có cái này ngon ngon lắm. Nó nói tiếng Việt các mọi người, nó lớ lỡ lơ các mọi người. Công nhận ăn mấy cái đồ hải sản này mà nó dễ nó hơi ghê. Thì mọi người ơi, hôm nay á là Quỳnh lên video, Quỳnh chia sẻ cho mọi người về cái sản phẩm là siro giúp ăn ngon cho trẻ là bé Bilet Gold X2 này. Quỳnh hy vọng những cái thông tin ngày hôm nay sẽ hữu ích cho những bà mẹ bỉm sữa giống như Quỳnh và có con biếng ăn, là nó sẽ giúp cho bé là ăn nhiều hơn. Mình chỉ cần cho nó uống một liệu trình là ở trong vòng 3 tháng là mình sẽ thấy có sự khác biệt. Chưa có máy bay mà. Thì mình sẽ thấy được sự khác biệt nha mọi người. Thì sau liệu trình 3 tháng á, khi mà trẻ ăn ngon rồi á, thì hả trẻ sẽ tiếp tục ăn, sau đó sẽ ăn theo cái liệu trình thì hả sẽ tăng cân nha mọi người, và ngủ ngon hơn, sâu hơn, đặc biệt là không bị táo bón nè. Và cái thứ hai nữa là tăng trưởng chiều cao, tăng trưởng sức đề kháng, cho nên đó mọi người hãy tin tưởng cái sản phẩm này rất là nổi tiếng của Việt Nam luôn. Thì trước khi kết thúc cái video này, Quỳnh cũng chia sẻ với những bạn nào mà là bỉm sữa giống như Quỳnh á, thì đang có con mà đang tuổi biếng ăn á, mà nếu có vấn đề gì cần tư vấn á, thì mình liên hệ với lại công ty sản phẩm siro này, là mình có thể là uống không cũng được nè, hoặc là mình có thể là mình mix chung với trái cây, uống chung với sữa, hoặc là mình pha với nước ấm uống cũng được nha mọi người. Đó thì xa từ ngày nó uống thì hả Quỳnh thấy là nó có sự khác biệt rõ ràng, và mình lưu ý là mình uống cho đủ liệu trình nha mọi người. Thì Quỳnh cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mà mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah.